Biết. Không chừng công tử nhà cô nương biết đó. Xuống bếp qua coi thử đi nha. Cảm ơn. Xin mời. Nè, mời cô nương. Đầu bếp, ở đây con cô khách muốn huynh làm đồ ăn đó. Nhưng mà món lạ quá tôi chưa từng nghe. Chưa từng nghe nói cũng không sao, chỉ là phải thêm tiền. Được, chỉ cần ông biết làm, ông muốn cái gì cũng được. Cho cô biết, không có món gì là tôi nấu không được. Cô nói đi. Món tôi cần là trứng gà sốt cà chua. Cô mới nói cái gì? Trứng gà sốt cà chua. Sao cô biết cà chua? Sao cô biết cà chua có thể sốt với trứng gà? Tôi cũng không biết, chỉ là tướng công của tôi thích ăn. Tướng công nhà cô tên là gì? Dịch Tiểu Xuyên. Ở bên trong. Trong này. Tiểu Xuyên. Không sai, cậu ấy là bạn của tôi. Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên à? Tiểu Xuyên, mau tỉnh lại đi. Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên. Tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi. Quỳnh là... Tiểu Xuyên à? Cậu xem tôi là ai? Tôi là Cao Yêu hả? Anh sao anh lại ở chỗ này? Gặp được người thân rồi. Cậu hỏi tôi sao tôi ở đây? Tôi phải hỏi cậu mới phải. Cậu quên rồi sao? Sau khi cậu mở cái hộp ra, tôi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy đã ở đây. Là chỗ nào vậy? Tôi hỏi cậu đây là chỗ nào? Đây là chỗ nào vậy? Là nước tầng. Nước tầng là chỗ nào? Nước tầng là chỗ nào? Nước tầng ở chỗ nào hả? Thì là nước tầng. Cái gì nước tầng? Nó là nơi nào? Có đúng không? Hả? Tiểu Xuyên à, nói cho tôi biết đi. Hả? Nước tầng là đâu? Tiểu Xuyên. Nè. Hả? Hả? Cậu ấy sao vậy? Anh đã lâm trọng bệnh. Đã sắp. Cho nên anh muốn ăn món trứng gà sốt cà chua lần cuối. Nên ta mới đi tìm ngươi. Không chết được. Cậu chết, ai sẽ nói chuyện với tôi? Không ai nói với tôi. Cậu đưa tôi tới đây thì phải đưa tôi về chứ. Cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Tiểu Xuyên à. Cậu không thể bỏ tôi lại đây được. Tiểu Xuyên à, tỉnh lại đi. Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên à. Tiểu Xuyên. Cậu làm gì vậy? Tiểu Xuyên. Cậu làm gì vậy? Mau tỉnh dậy. Anh đã yếu lắm rồi. Tôi làm gì cậu ấy? Vậy cô làm gì cậu ấy? Tôi làm gì cậu ấy? Vậy cô làm gì cậu ấy? Cậu ấy bệnh như vậy, sao cô không đi tìm đại phu? Ta đã tìm hết đại phu ở trong thành, nhưng mà không có ai chịu cứu ảnh. Không ai chịu cứu? Đây là cái nơi quỷ gì vậy? Cả đại phu cũng không tới chỗ này. Chỗ này chỗ nào? Hả? Là nước tần. Nước tần, nước tần là chỗ nào? Cả đại phu cũng không có. Tôi muốn biết nước tần rốt cuộc là chỗ nào. Ở đâu là nước tần? Là Hàm Dương. Hàm Dương, Hàm Dương. Cả đại phu cũng không có. Hàm Dương là cái nơi quỷ gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Chuyện này là sao? Đại phu cũng không có. Ây da. Ê, đừng có khách sáo. Đừng khách sáo hả? Uống đây. Cứ việc uống cho thoải mái. Tiểu nhị, vị đại phu hôm qua đâu rồi? Ê, người khác muốn uống ta cũng không cho đó. Ta cho người uống đại thôi. À, đại phu, mau đi cứu người. Nè, cứ tự nhiên uống thoải mái. Ngươi làm gì cứu người đại phu à? Để ta cho đại nó phu uống. Đại phu à, mau đi cứu người đi. Cứu người cần cứu lắm, đại phu à. Nè, mau giúp tôi đi, đại phu à. À, dạch đà, uống đây dạch. Mau đi kêu người, giúp một tay đi. Được, mở lên. Nhìn lên nha. Cứu người, cứu người kìa. Đại phu à, mau theo tôi. Uống vô, không sai đâu. Khi uống đi. Các người làm gì? Không thấy ta cho con dịch uống rượu hay sao? Bỏ ta xuống. Làm gì vậy? Ta đang cho nó uống rượu mà. Mấy cái đám này nó pha quá. Đi theo tôi. Vậy đây.
đi mau đi. Mau lên, mau lên. Để xuống được đây rồi, được rồi. Ở đây hả? Để xuống. Ờ, được rồi, được rồi. Hết chuyện rồi, chúng tôi về trước nha. Đa tạ huynh đệ, đa tạ các huynh đệ. Các người về trước đi. Đa tạ. Ê, nè, các người đã quên đồ. Tôi đã mời đại phu tới rồi. Đại phu? Ông là đại phu đầu tiên không có bỏ chạy. Nhưng ông là đại phu thật không? Là đại phu thật. Cô xem thùng của mấy kìa. Hả? Đại phu à, mau dậy đi ông. Mau dậy đi. Con người sắp chết rồi. Làm ơn, mau tỉnh dậy đi. Đại phu, nè. Để uống. Đại phu à, đủ rồi, mau khám bệnh đi. Đại phu. Tôi đã nghĩ ra cách. Tính ra tôi phải làm con ma trụ này tỉnh lại. Ai là ma trụ hả? Ai? Ai là ma trụ hả? À, ai? Tôi. À, là người. Người quá nông lòng, quả khí xung thiên, nước lạnh có thể giúp cho người hạ quả. Còn nữa, coi như là bổ thuốc theo bệnh đó. Tôi hỏi ông, rốt cuộc ông có say hay chưa? Chúng nhân đều tỉnh, riêng ta say. Chúng nhân đều say thì ta tỉnh. Để ta giới thiệu, ta là Thôi Văn Tử, thiên hạ thì gọi là Tẩu Tiên Điên Y. Cái ông già này, ra ông chơi tôi. Hồi nãy ta nghe nói có một bệnh nhân sắp chết. Người mà đánh chết ta rồi thì ai trị bệnh đây hả? Suy nghĩ cho kỹ đây. Hả? Đại phu ạ, bệnh nhân đang ở bên trong, xin mời ông vào khám giùm. Khó trị hay là rất khó trị? Hơn 10 đại phu tới đây, nhìn qua là bỏ chạy. Vậy tức là rất rất khó trị. Mọi người đều nói không còn thuốc chữa nữa. Cô nương này rốt cuộc là sao? Tuổi tác không nhỏ, còn thành thật vậy. Cô nói vậy, đại phu không sợ bỏ chạy thì nâng cao giá, cô có biết không? Con người của ngươi không có giống chúng tôi. Ta là người bệnh không nặng thì không chữa trị. Bệnh nhân càng bệnh nặng thì ta càng không nhận tiền. Người biết chưa? Người bệnh đang ở đâu? Đại phu, bệnh nhân đang ở bên trong. Đại phu à, thùng thuốc này. Ta cứ tưởng là mấy người bị mắc bệnh ôn dịch này đã chết queo hết rồi, không ngờ vẫn còn một người. Tiểu tử, coi như là người tốt số mới có thể gặp được ta. Đại phu, ông nói cái gì hả? Ta muốn nói là cái bệnh này ta trị được. Ăn to nói lớn, giang hồ lừa gạt, gạt tiền chứ gì. Ê, ta nói cho người biết, nếu mà trị không hết, ta bảo đảm không lấy xu nào hết. Còn nếu như trị khỏi, cũng không lấy xu nào luôn, người cứ yên tâm. Nói làm gì? Ông mau ra tay đi. Đại phu, cảm ơn đại phu ra tay cứu giúp. Nè, đừng có làm như vậy. Đứng lên. Đứng lên. Đúng ra đây là cách hành y lâu nay của ta. Hả? Nè, cô nương à. Cô nương. Có lẽ mấy ngày này ta mệt mỏi quá thôi. Nè cô nương, cô đi theo ta. Chuyện gì đây? Ê, chuyện gì vậy? Hả? Quay lại khám bệnh đi chứ. Đại phu, ông chạy đi đâu vậy? Ta sẽ lập tức trị bệnh liền ngay bây giờ. Làm phiền hai vị giúp ta trị liệu. Cô nương à, làm phiền cô kiếm cho ta một ông trúc. Còn Cao huynh, làm phiền mời huynh dịch của ta tới đây. Thôi khỏi, hay là ngươi chọn ra một sợi lông nào dài nhất ở trên cánh của con dịch, rồi bứt một cọng cho ta. Nè, kêu tôi bắt dịch để làm gì? Ê,
lát nữa thì ngươi sẽ biết. Đây là cọng lông dài nhất trên con vịt ông bảo tôi tìm á. Để tôi đi nấu nước. Ừ, được. Nè, mau há miệng ra. Há miệng ra. Đây gọi là khử đi chất bẩn ở trong dạ dày. Nè nè à, há miệng ra. Đại phu, cơ thể tiểu xuyên yếu quá, đâu thể uống rượu được chứ. Ê, đâu phải ta cho hắn uống rượu, chỉ là làm sạch đường ruột của hắn thôi, trừ khử chất độc. Trải qua sự tìm hiểu mấy ngày nay, ta đã có một kết luận. Loại bệnh dịch này là do thông qua chất bẩn trong cơ thể con người mà lan truyền thành bệnh. Cho nên những chén đũa mà hắn ta dùng nhất định phải đem đi tiêu hủy cho hết, đừng chừa lại cái nào cả. Chất bẩn trong người của hắn tuyệt đối không được tiếp xúc, phải tránh xa nguồn nước. Những gì tiếp xúc với hắn phải đem chôn hết. Bắt đầu kể từ hôm nay, Tiểu Xuyên không được ăn uống bất cứ thứ gì cả, chỉ uống một chút rượu cho đến khi hết bệnh. Còn thuốc này, nhớ cho hắn uống đúng giờ đúng khắc, không được bỏ qua lần nào. Từ nãy giờ ta cảm thấy hơi đói bụng. Cao Quên, đầu bếp Cao, đầu bếp, có chuyện gì? Ngươi không định nấu vài món để chiêu đãi cái lão già này hay sao? Ta muốn nhắm rượu, phải có mồi mới nhắm rượu chứ. Ông không khám bệnh hả? Nhìn anh kìa. Cậu đứng được rồi hả? Hả? Anh hãy nhìn, nhìn đi, nhìn đi. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa. Cậu, cậu đã có thể. Dĩ nhiên, hôm nay ăn gì đây? Tôi làm vịt Bắc Kinh. Được lắm. Nè, lại đây. Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi hồi phục nhanh như vậy, ngươi đã khỏe hơn nhiều đó. Nè 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 nè, để ta bắt mạch cho, mau ngồi xuống. Nè, qua đây. Tiểu Xuyên, bệnh của ngươi đã khỏi hẳn rồi. Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi điều dưỡng thì ngươi sẽ khỏe lại giống như là trước kia vậy. Tốt quá, sau này tôi có bạn để nói chuyện rồi. Đại phu, con người của tôi không biết nói chuyện, nhưng mà ơn cứu mạng của ông tôi suốt đời ghi ở trong lòng, sau này nhất định sẽ đền đáp. Ê, còn tôi nữa. Anh nó chỉ là nấu ăn mà thôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lữ cô nương đi, nếu mà không có cổ người đã đi bán muối lâu rồi. Dĩ nhiên, lúc mà tôi còn bệnh, tôi đã từng hứa khi mà tôi khỏi bệnh sẽ cưới cổ làm thê tử. Đại phu, lão Cao, nếu như các người đồng ý thì hãy làm người chứng hôn cho tôi có được không? Lữ cô nương có dự định này hay không hả? Vậy bây giờ tôi đi nói với cổ.
Vậy cậu làm nhà tôi thì sao hả? Nè ngươi qua đây, để cho họ có một chút thời gian riêng rẽ. Tiểu Xuyên, anh đi lại được rồi hả? Ừ. Anh hết bệnh rồi hả? Phải, đại phu nói là huynh đã khỏe lại. Cười cái gì? Huynh có một việc rất là nghiêm túc, rất là quan trọng phải nói với muội. Giờ huynh đã hết bệnh, huynh có việc cần phải làm. Huynh muốn cầu hôn với muội. Cái này là nhẫn ở chỗ của huynh. Đàn ông mà đeo chiếc nhẫn lên cho người con gái thì cô gái đó sẽ lấy họ. Đưa tay trái của muội ra. Lữ Tố tiểu thư, cô có bằng lòng lấy Dịch Tiểu Xuyên tiên sinh không? Tố, đại phu à, có phải là cô ấy? Cô cũng đã bị bệnh, hơn nữa đã tới lúc hết sức về trời. Hết sức về trời nghĩa là sao? Ông không phải điều trị khỏi bệnh cho tôi à? Thật ra cổ bị bệnh lâu rồi. Ông hãy mau nói rõ ràng. Trước khi mà ta khám bệnh cho người, ta đã phát hiện cổ bị bệnh từ lâu rồi, nên ta mới kêu cổ ra ngoài. Bệnh dịch này sẽ lây lan. Trong lúc mà cô chăm sóc cho hắn, cô nhất định phải cẩn thận mới được. Bây giờ nói đã muộn rồi, bởi vì cô đã bị mắc bệnh. Làm sao đây? Đại phu, ông không phải nói bệnh này có thể chữa được sao? Phải, ta đã nói chỉ một người ta có thể trị hết được, nhưng bây giờ là hai người, ta hết cách thôi. Không phải y thuật của ta không cao, mà là thuốc ta đem theo chỉ đủ trị cho một người mà thôi. Nếu bây giờ bắt đầu chế thuốc thì sẽ mất nửa năm trời lận. Bệnh của các người rất là nguy cấp, sao có thể đợi được thời gian dài như vậy? Đại phu, ý của ông là hai chúng tôi chỉ có một người được sống. Vậy thì xin đại phu hãy chữa trị cho Tiểu Xuyên đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Bệnh tình của cô nhẹ hơn, tỷ lệ được sống sót cao hơn Tiểu Xuyên rất nhiều. Dưới góc độ thầy thuốc, ta nhất định bỏ Tiểu Xuyên mà trị cho cô trước. Không, đại phu, xin hãy hết lòng chữa trị cho Dịch công tử. Nếu đại phu còn chút do dự nào, tiểu nữ sẽ lập tức chết trước mặt của người, kết liễu sự do dự này. Cô hà tất gì phải làm vậy? Đối với người thầy thuốc, sinh mạng của mỗi người đều quý báu vô cùng, sao cô có thể coi nhẹ mạng sống của mình? Ta không phải đại phu, ta chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ muốn cố gắng hầu hạ Dịch công tử cả đời cả kiếp. Mạng của ta đã là của ảnh. Nếu như ảnh đi rồi, ta cũng không muốn sống một mình nữa. Nếu như có thể dùng mạng của ta đổi mạng của ảnh, tôi chỉ biết cảm tạ trời đất. Tụ tụ
anh đã không sao rồi. Tô Tổ, huynh vẫn chưa cưới muội nên muội không có thể nào ra đi được. Muội hãy đợi huynh, huynh nhất định sẽ tìm cách cứu muội. Anh Dung rất thông minh, em từ trước tới giờ ngốc nghếch, các em cũng biết mình không kịp. Sao anh còn nói những lời khờ dại đó? Không phải là huynh khờ dại, huynh đã hứa là sẽ cưới muội. Huynh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho dù chúng ta chỉ làm phu thê một ngày. Huynh xin lỗi, huynh đã làm sai quá nhiều. Không, anh không có sai, anh không có làm sai. Mà ngược lại, em phải cảm kích anh. Anh đã khiến cho em biết được cái gì là tình yêu. Trong tình yêu có vị ngọt, có vị đắng. Trước đây em chỉ là một đứa con gái ngoan khờ trong bàn tay của cha. Nếu như không gặp được anh, em đâu có trở nên dũng cảm như bây giờ. Lần này đi khỏi nhà, em đã biết giặt đồ, nấu cơm, xắt thuốc. Tất cả đều là vì anh. Thế xe có thể chết vì anh. Em rất vui. Muội đừng có nói như vậy, đừng có nên nói gỡ. Em đã từng nói rằng... Tô Tổ, Tô Tổ, em đã từng nói rằng cả đời này em chỉ yêu một mình Dịch Tiểu Xuyên. Em đã sắp làm được rồi, anh cũng có thể tìm lại tự do, không cần lo lắng bị em cản trở nữa. Không, Quỳnh, Quỳnh không cần tự do, Quỳnh không cần gì hết. Quỳnh chỉ muốn là muội được sống. Muội phải sống. Tiểu Xuyên, có thể hứa với em một chuyện không? Được, được, muội nói gì Quỳnh cũng hứa cả. Cha của em đã nuôi lớn em, nhưng mà em chưa kịp kính hiếu với người, tỉ tỉ chăm sóc lo cho em như mẫu thân. Em cũng chưa kịp đền đáp cho chị. Em xin anh một việc, giúp em chăm sóc cho họ. Được, được, Quỳnh hứa, Quỳnh hứa nhất định sẽ chăm sóc tốt cho họ. Tiểu Xuyên, anh có thể ôm em không? Sau khi em đi rồi, anh phải tìm một người con gái tốt, yêu thương cổ. Hãy đi tìm tình yêu thật sự của anh. Hứa với em, hứa với em. Thank you.
Phải làm gì à? Vì để tránh bệnh dịch lây lan, thi thể của Lữ cô nương nhất định phải hỏa táng. Tiểu xin không thể giữ lại vật kỷ niệm nào sao? Tất cả kỷ niệm đều nằm ở đây nè. Ở trong này, những thứ khác không cần thiết. Không cần. Tổ tổ, việc mà huynh đã hứa với muội thì huynh nhất định sẽ làm. Xuyên à, và lúc này huynh mới thật sự hiểu rằng tính ham chơi của huynh gặp được sự đơn thuần của muội quả thật là nghiệp chướng. Muội đã vì huynh mà chết, huynh lại không thể vì muội mà sống. Huynh chưa có thật yêu muội, nhưng mà muội đã hy sinh tất cả vì huynh. Huynh có lỗi với muội, cả đời của huynh sẽ bị trừng phạt. Huynh sẽ sám hối của một đời để mà nhớ đến muội. Tô tô, sự ra đi của muội cuối cùng đã khiến huynh thấy rõ đây là thời đại huynh không có quen thuộc, cũng không thể nào ở lại. Những thứ không sanh của huynh không thể thay đổi một thời đại lớn. Những trò chơi của huynh lại có thể tổn thương tới người khác, cũng tổn thương cho bản thân. Xem ra điều huynh nên làm chính là về lại năm 2010, bắt đầu làm lại một người dân bình thường.